Mẹ núi to lớn vô biên, đến hôm nay tóc mẹ bạc màu. Từng thiêng liêng lấy chi đây để đáp đền công đức mẹ yêu. Rồi. Chào. Chào cưng của ba đó. Dạ. Dạ. À dạ, dạ, dạ. Lúc nước kết nối. Dạ. Dạ, I love you. Kỷ Hiếu, I love you. Dễ thương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ban giám đốc Trung tâm Dưỡng lão Hồng Đức, kính thưa toàn thể quý bà con trong ngôi nhà Dưỡng lão Hồng Đức, kính mến gia đình Phật tử Đà Nẵng đã rất nhiều lần đến với trung tâm chia sẻ tình thương đối với tất cả bà con, và hôm nay trở lại trong một sự cảm xúc vẫn khung cảnh, vẫn những gương mặt, tuy nhiên có những người không còn nữa, và đặc biệt là một hình bóng của một vị giám đốc mà đã cùng với những nhà hảo tâm để mà chống chèo cái con thuyền đó là ngôi nhà của chúng ta. Và số lượng của chúng ta cứ là 50, 60, 70, 80. Tuy nhiên trong đạo Phật có một cái định luật mà được gọi là vô thường, không có một cái gì tồn tại mãi mãi. Nhưng quan trọng cái tồn tại mãi mãi đó là cái tình người, đó là cái tình thương yêu, đó là cái kích lì từ bi trong đạo Phật. Và hôm nay xin gửi đến trung tâm ban giám đốc của trung tâm cũng như toàn thể quý bà con trong ngôi nhà chung Dưỡng lão Hiệp Đức lời chúc một mùa vu lan thật là ấm áp và hạnh phúc. Xin chào, lần này trở lại chúng con sẽ có chương trình bông hồng cài áo để tặng cho các cụ. Tuy nhiên chúng con cũng có những phần quà như hồi nãy giới thiệu. Thứ nhất là chúng con tặng cho các cụ một bữa cơm trưa. Thì chút trưa hôm nay thì quý vị sẽ dùng cái món ấy. Thứ hai là trung tâm có đường dẫn Đức Thành cần có gạo thì bây giờ hỗ trợ một tà gạo, đấy là tượng trưng. Cần bột giặt thì chúng ta có bột giặt. Cần có sữa đậu nành Farmy thì có 3 thùng sữa đậu nành Farmy. Ngoài ra các cụ sẽ được nhận thêm những phần quà, đó là nuôi. Quý cụ có thích ăn nuôi không? Cho ta vỗ tay. Mà đặc biệt là nuôi gạo lứt nên quý cụ vừa ăn dinh dưỡng, hay là được gọi là nuôi rau củ cũng mang đến một nguồn dinh dưỡng rất là lớn. Bên cạnh đó có một điều đặc biệt là gửi cho các cụ những cái phần này rất là bổ ích, đó là yến mạch hạt chia và yến mạch nếp cẩm, nhờ trung tâm phá chế cho các cụ thành những ly yến mạch để bồi bổ cơ thể. Và có những cụ ba vị bệnh tiểu đường cũng dùng chất gọt được thì có loại
bồn bề đêm hạt sen không được dành cho các cụ không dùng lọ. Ngoài ra còn có những gói miếng đậu xanh trung tâm chế biến thành những đồ ăn rất là đặc biệt cho các cụ. Đó là toàn thể những cái vật phẩm mà đoàn đã chuẩn bị cho các cụ nhân dịp mùa Vu Lan năm nay. Các cụ có thấy thích không? Cho một tràng vỗ tay. Nam mô Đại Diếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nhắc đến Vu Lan thì tất cả những người chúng ta lại chạnh lòng nhớ về những đức xương thần của mình, đó là cha, là mẹ của mình. Có lẽ ngồi trong trung tâm này, con có thể xin hỏi tất cả những vị ngồi ở đây, có ai còn mẹ không? Giơ tay đi. Ai còn mẹ? Một anh ở Tân Kỳ, anh thứ hai, chị thứ ba là còn mẹ. Hầu như chúng ta đều mất mẹ. Thì chúng ta mất mẹ hay chúng ta còn mẹ thì mẹ vẫn mãi mãi là một cái nguồn tình thương của mình. Và mẹ là người tầm tảo ngày xưa, thấy chưa? Mua bán gánh gầu vất vả ngược xuôi, làm nông lấy củi gánh nước rồi nuôi cho mình đến hôm nay, thấy chưa? Tóc đã bạc, con đã bạc thì mẹ không còn gì. Một nỗi nhớ mẹ da diết. Bà có ghệ luôn, bà có ghệ. Vào những đêm mưa là cái ghệ đá thôi, là cái ghệ tất cả tin ghệ cho mẹ. Cũng chặt lòng nhớ về hình bóng của người mẹ, về người cha. Tình cảm của người mẹ bao la như biển Thái Bình, con cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Không ai gian khó bằng cha, không ai tình thương mênh mông bằng mẹ. Nói đến mẹ, nói đến ba là không có phút nào viết tả được hết. Hôm nay chúng con đến từ gia đình Phật tử cùng với các mạnh thường quân, xin gắn lên cho áo ai những đó hoa hồng trắng là những người mất mẹ, và cài trên ngực áo ai những đó hoa hồng đỏ thắm để chúng ta cùng chia sẻ những người còn mẹ. Và lễ bông hồng sẽ được qua ca khúc bài hát Bông Hồng Cài Áo, thơ của Thiền Sư Nhất Hành và nhạc của Phạm Thế Mỹ. Xin mời các vị chúng ta trân trọng cài áo cho quý báu của chúng ta. Những đóa hồng tươi được cài trên áo ai, hỏi đề ống tròn cho chúng ta một nguồn hạnh phúc nhớ về ba mẹ của mình. Một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đàn con mẹ lắm. Lỡ ngày nay mẹ có mất đi như đóa hoa không mặt trời, chưa có không người ngờ đời mình không lớn khôn thêm như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Mẹ là dòng suối diêu hiền, mẹ là bài hát ngân tiền, là bóng mang trên mặt sáng trăng sáng, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Mẹ là lon mía ngọt ngào, mẹ là nai chuối buồn cầu, là bước hai đêm là vốn lên yêu thương cho cuộc đời.
cho con gửi đôi lòng điệu mà dân qua.
cho một đoàn bao tay thật lớn nào. Ba lý tay từng là mà nghe ta hò, ba lý từng là tàng, ba lý từng tàng. Kéo lên trên dãy mà khua lon, ba lý tao từng là mà nghe ta hò, ba lý từng toàn, ba lý từng toàn. Kẻ che mà đón rủa là hô cho nó với khua con hô quang là hô mà hò. Đất Quảng Đông chưa mưa đỏ tắm, chén rượu Hồng Đô chưa nhắm đỏ say. Chứ bỏ về năm ngủ có tay hỏi thử nơi mô ơn trường nghĩa dạy chứ bằng đây. Trên trời có đám mây xanh, ở giữa mây trắng mà chúng quanh cha mây mà chứ là khổ tình tròn, chứ là biết mai bà dưới hông tay nhỏ không trong mà tròn mà chẳng mấy ông tròn đâu, hỡi ông tròn là tròn mình thôi chứ gì mà thể. Cười dễ thương quá. Cái gì mà quê con ơi là về cho con về là xin tiếp lời cho một lời nhẹ rơi bọn chữ bên đừng quên, hỡi ông tròn là tròn mình ơi chi mà bỏ rứa cho ăn chứ chi mà tệ rứa cho ăn chi mà tệ rứa cho ăn chi mà bỏ cha. Tiếp tục trong bữa ăn vô chuột là bậy ông thôi. Tiếp tục là chương trình xin mời ông Nguyễn Đình Bích, giám đốc của trung tâm dưỡng lão Hiền Đức, sẽ có đôi lời cảm ơn đến đoàn gia đình thật sự. Ba vô phòng ăn á, dạ. Bác đói bụng chưa? Mời vô phòng, bác ăn đi. Dạ mệt hả? Phúc, đưa bạc về bàn, Phúc. Đưa bạc về bàn. Dạ nè. Rồi, ok, rồi, được rồi. Đi, sẽ thành hàng rồi. Bán nghề còn vui không? Dạ. A Di Đà Phật. Dạ. Rồi. Mỗi ba là làm tô rồi ba ăn hết một tô đi không? Anh đi kiếm được nè. Ôi trời, cho bỏ ăn hai tô. Đứa bà ăn giỏi. Tụi bị chất nít mà mất 5-8 nữa. À mất, đang tuổi ăn tuổi lớn. Đang tuổi ăn tuổi lớn. Dạ, đứa thắc bác. Dạ, đứa con. Anh trẻ cũng cho gia đình có hứa cả nhà hiếp. Và các mạnh thường quân hôm nay đủ chuyên để về thăm các bác. Và cũng mời các bác một bữa trưa. Cho nên xin mời các bác hoan hỷ cầm đũa muỗng ăn cho chúng con vui ạ. Xin mời các bác bỏ trai. Chúng con xin phép phục vụ văn nghệ cho các bác vui. Được không? Được rồi. Dạ. 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 Dạ
Hội Thành đó. Dạ. Hả? Anh có còn một ý kiến. Dạ dạ dạ. Mà đến đây cài hoa cho chúng tôi để tưởng nhớ lại những cái người đã sinh ra ta, và hôm nay là cái ngày để chúng ta tưởng nhớ lại, thì tôi không lấy câu văn vần như sau: cảm ơn Phật tử từ ân Vu Lan báo hiếu cài hoa lục cài, nhớ ngày người đã sinh ta bao nhiêu cay đắng xót xa quản gì, vượt qua khó nhọc nuôi ta đến khi ta lớn người đã ra đi. Vu Lan đau hiếu ta thì xót xa nhớ lại người đi xa rồi, xót xa hoa trắng ta cài, nhìn hoa trắng mà lòng dài lệ. Dạ cảm động quá. Dạ. À, thôi đây. Dạ. Dạ. Ăn đêm rồi cùng ăn cơm. Ba. Rồi cả nhà mình cứ ăn đi, cả nhà mình mời cả nhà mình ăn. Mời cả nhà ăn đi, mời cả nhà. Trong điều múa dân gian của người Bắc, cái trống cơ, trống đâu, trống đây, cổ trống nha, và chúng ta đi biểu diễn tất cả các bạn. Tình bằng mà có cái trống cơ, người mời theo có, ô mây bằng là về nông, ô mây bằng là về nông, tăng tình con dính, một cái tăng tình con dính, duyên nở cái tàn vòng. Dạ đâu mà bà con mình chúng ta đưa ra về buổi trưa và chúng ta đóng cửa hàng thành công. Tội không. Cứ ai rảnh đổ cho con ăn nữa, tội chứ. À, ăn rồi hả? À, ăn rồi chồng. Xin lỗi. Tôi chứ cháu bị đồng kính vẫn không chị. Tội.
ba ăn tại chỗ thôi à. Dạ A Di Đà Phật, dạ A Di Đà Phật, tội dạ A Di Đà Phật. Năm nay 370 rồi. Dạ à, ba đi tầm 5 nặng tay. À ba tầm 3. Dạ A Di Đà Phật. Rồi con ba. Dạ tôi sao chị nè. Rồi thầy em kêu chị. Em sầu sầu rồi đó. Sầu bay ít tỉnh thế tụi ta là sầu bay. Dạ con chào ba. Dạ em gọi chị cho nó trẻ ha. À dạ. Dạ dạ. Ôi chú em cũng xuyện nè, em cũng đang lên hang nè, nhà nhà đó. Dạ. Thế em xin phép nha. Dạ em xin phép. Con chào ba. Dạ. À, ba ăn chưa xong hả? Ăn ngon không ba? Dạ năm đi ba mấy mươi rồi. Năm đi ba mấy mươi rồi. Ba ăn hả? Dạ, 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 ba ăn đi. Dạ, ba không nghe được. Nghe rõ. Được, không sao, cứ tự nhiên. Con kia không có màu mè hình ảnh là. Sao? Cái tỉnh này giống đến anh làm thôi chứ không có màu mè hình ảnh. Mè ngày xưa cũng được đó. Mè cũng đơn vụ ăn trước. Đơn vụ ăn và đập đo ý nghĩa. À, trước mắt là cái tình tài. À, để mà hỗ trợ một người ăn cái trung tâm đó là 2.2 triệu. Dạ, rồi. À, và sau đó thì cũng có một chút góp và thêm cái gì đó để trung tâm mua sắm cho các trường các cụ thì đang là thêm 1 triệu đó. Anh ghi dùng hay cho anh nhé. À là đây 2.2 triệu. Đấy, thì anh ghi hay cho anh 1 triệu tiền thì cái này tiền ai mà 1 triệu tiền để ủng hộ trung tâm rồi cầm thấy. Có cái gì năm rồi của đại trung tâm. Rồi, có chồng phó tay. Dạ. Có chồng phó tay, phó tay, phó tay. Không ghi vô đó là giờ không nhớ lâu quá. Tại cái trung tâm của tao, nhà tao á là trung tâm bảo trợ xã hội tư nhân duy nhất ở Việt Nam được luôn. Nhưng mà tao vẫn là sự quản lý của nhà nước tự điều hành, nhưng mà sẽ có cái có một cái đó báo cáo dạ 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 rớt rồi em ra lấy trật để khỏi vỡ. À rứa hả? Rứa thì dấu, rứa thì dấu. Mọi người đến thắp hương trước rồi mình bằng đến sau ra hết. Đây là nơi thờ tự các cụ đã quá cổ của trung tâm dưỡng lão Hiệp Đức. Rồi ok, rất là dễ thương luôn đó. Yêu thương trao đi là yêu thương còn mãi.
the love to give away stay forever. Vui chơi, làm việc, chơi đùa với các ông, các ba, các bác thì đã đói bụng lắm rồi. Và đến giờ ăn thôi. Ăn gì? Ủa? Chưa được ăn hả? À, chưa có nhân. Dạ. Nhân thì chưa có, làm răng mà ăn đây. Đói thì thôi, ăn luôn, không cần mà đợi nhân. Rồi. Rồi. Nhân nè, và mọi người ăn ngon lành nè. Nuôi rất là ngon luôn. Đó. Rồi. Rồi. Rất là ngon. Đây tô của tôi.